excited, very xúc động mừng là anh được thằng team Billy. Very happy and chúc mừng anh. Sao? Rất là vui, happy. Rất là vui hả? Gặp với bạn mới đúng không? Dạ. Nhưng mà có ý định gì về về lại Úc làm gì không? Go ahead. Rồi làm mạnh nhé. We'll come visit you. Đây cô này. Cho biết cảm tưởng hai ngày vừa rồi, bây giờ sao? Hai ngày vừa rồi rất là vui. Everybody happy. Yeah. Yeah. Very exciting. Thật ra cái này nhất định về là phải go double anh. Go double. Yeah. Double. To the parents. Yeah. Rất là vui mừng, rất là hạnh phúc. Hạnh phúc cho anh, mình với chị Dung. Hạnh phúc lây thêm cho mình. Và mình rất là hạnh phúc sẽ là tôi đây mình. Em bắt đi. Về lại Sacramento làm gì không? Duplicate như anh đi Nguyễn và cha đi Nguyễn. Simplify and duplication. À, đúng. À, hả? Hay đi lên lạ, lên. Thay đổi thì phải xuống sắp lấy cho anh.